cảm ơn mày nữa. Trời ơi, con ngưỡng mộ cái tình cảm của ông bà ghê á. Đến tầng tuổi này mà ông bà vẫn còn hạnh phúc. Đúng rồi. Ủa, nhưng mà sao tới bây giờ mới ra chụp hình đám cưới vậy? Thật ra đây là một cái câu chuyện tình dài dữ lắm, đâm ly bi đát dữ lắm. Ông nhớ hồi đó hai vợ chồng nghèo dữ lắm, không có tiền đám cưới hết. Con chưa kịp rớt nước mắt luôn á. Chưa kịp khóc là hết rồi. Hai đứa mày là không có cảm được, chứ thằng bên đây là nó cảm động rồi nè. Con cảm nè, mày thấy con nghe được câu chuyện con bà con cảm động đúng không? Không, con cảm nhạc. Trời đất wow, ơi wow. Trời, nó không phải anh em với tao đâu nha. Thôi thôi được rồi, mệt quá. Nói chung là hồi nãy giờ á, mấy đứa thấy là hai ông bà nhảy có đẹp không? Dạ đẹp. Hai người có tình cảm không? Dạ tình. Rồi hình của ông bà đâu? Chưa. Cái gì kỳ vậy? Hả? Ủa cái gì mà tao nhảy từ 12 giờ trưa tới bây giờ là 4 giờ chiều rồi mà mày chưa chụp được một tấm hình nào? Hả? Là tại làm sao mày chụp hình cái kiểu gì kỳ vậy? Con đâu biết, con phản quang mà. Trời, hình của ông bà đâu, tại sao chưa có chụp? Con mới cúp mà. Con đây là cầm mớ mà, đâu có biết hỏi cái thằng đi. Cái cầm con. Mày định đổ cho thằng nào nữa? À, thì tờ tại sao hình đâu? Chưa chụp nở ông bà, ai biểu nhảy đẹp quá làm chi? Ai người tình tới quá trời. Nên bây giờ mình chụp lợn nghe. Rồi, dạ, vô chụp đi. Rồi. Mày dán nó kìa, chụp. Dán mày đẹp nè. Rồi, cái gión này là đôi ngõ chia ly nè. Trời ơi. Tao yêu thương vậy mà chia ly cái gì? Chụp đi, chụp đi. Mình vô cái ghế này mình chụp đi. Dạ, ngồi cái đó đi, chụp cho đẹp. Chuẩn bị nha. 3, 2, 1, chụp. Cái đó nè. Chụp. Rồi, tình cảm ra, chụp ra, cầm ra. Tha cho tôi đi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Tha cho tôi đi. Trời ơi. Cái gì vậy? Cầm chụp. Cả gia đình cho em xin 60. Đẹp vậy. Đây là vé số điện tử 12.800, 5 người 60. Nè. Gì vậy? Trả lại. Trời, làm gì trả lại? Lừa đảo. Trời ơi, bán vé số làm gì lừa đảo? Nè. Không. Hàng mua rồi, không có trả lại. Trời ơi, lại đi. Nó không chịu lấy, đưa tao mày. Dạ đi nè ông. Tao đếm từ 1 tới 3 nha. 1, 2, 3, chạy. Trời ơi. Ông ai thương tình giùm thằng bé ốm miếu nè. Vậy ông bà ơi, vé số điện tử này chiều ông có trả lại được. Thôi được rồi. Bà sẽ mua ủng hộ cho con một tờ. Dạ 12.000. Trời ơi. Ủa sao mà đổi thái độ lẹ dữ vậy ta? Rồi, trả tiền đi ông. Gì? Trả đi, mặc áo dài đâu có túi đâu có lẹ tiền. Lẹ đi, sắp sổ số rồi. Mệt quá đi nè, 12.000 nè. Dạ con cảm ơn đi bà. Đi lẹ đi tắt nắng người ta không có chụp được nữa nè. Quỷ yêu gì đâu. Rồi chuẩn bị lên lại. Rồi lại nè. Chuẩn bị nè. 1, 2. Cái gì vậy trời? Mày điên hả? Xích qua đây. 2, 3. Trời trời, cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái thằng mày điên hả mày? 2, 3. Chạy thôi mày. Trời ơi. Mày quậy hả? Im miệng. Đây là công viên. Đứa nào cũng làm công như nhau. Tụi mày đi chụp hình, tao bán vé số. Đây ông bà không chửi tao mắc gì, tụi mày chửi tao chị chết tao vậy? Ai nói? Tụi mày có bị điên không mày? Mày nghĩ sao vậy? Tao đâu vô đây chụp hình là từ hồi nãy giờ. Hai vợ chồng tao cực khổ từ 12 giờ trưa tới 4 giờ chiều. Tụi ông góp tiền bạc để bữa ngày hôm nay chụp hình mày ra mày quậy hoài. Ý mày là sao? Không phải. Ông bà mua rồi mà ban này chưa mua. Chưa mua thì con gì nè. Cứ coi chừng nào chụp được. Trời, nó tưởng mới đẹp. Thôi quá mệt quá. Qua đi tao mua cho nè. Mày dạ, thôi thôi mua lẹ giùm cho nó đi. Giùm cái đi. Nè. Đi nè. Trời ơi, đi giùm cái. Đi lẹ đây. Trời ơi. Trời ơi. Từ nãy giờ á chửi nó xúc đổ mồ hôi chảy phấn rồi đưa đây tôi dặm lại cho. Đây con làm cho. Thôi để.
chồng của bà biết ở đây ổng có cái vết sẹo, phải che lại chụp hình nó mới đẹp. Để em dặm cho mà. Khoan, cho mượn cây son cái coi. Dạ đây. Chửi làm chi, cái môi nó hết đẹp nè, dặm lại cho nó đẹp cái môi. Rồi, chụp tiếp đi. Trời ơi, con ngưỡng mộ ông bà quá à. Từng tuổi này mà ông bà vẫn còn yêu thương nhau mặn mà, ganh tị quá. Mày, bởi vì mấy đứa trẻ tụi bay sống vội lắm, không có như ông bà già tụi tao. Sống chậm lại, nghĩ khác đi và yêu thương nhiều hơn. Mấy đứa biết không, thật ra là hai ông bà yêu nhau từ cái thời mà khó khăn chưa có cái gì nên trân trọng nhau lắm. Ông bà dễ thương quá. Rồi. Con ơi, chụp nguyên ngày 6-7 giờ tối rồi bây giờ làm sao rồi? Đúng rồi, chụp lẹ đi, nó sụp nắng là hết đẹp rồi. Chụp xong rồi. Chết rồi, cái bà ơi. Cái gì chứ? Ông bà chết rồi. Tao tát vô mặt à. Ông bà đời giá tốt mua của con chết rồi. Hình như là chưa bao giờ nó được trúng số nè. Là trúng số hả? Cái tờ hồi nãy nó trúng bao nhiêu tiền vậy bay? Ba 30 tỷ. Trời ơi. Ông ơi, nếu như mà trúng 30 tỷ. Tôi mua nhà. Tôi mua xe hơi. Rồi cái tôi đi chăm sóc lại bản thân. Rồi cái tôi sẽ đi du lịch. Tôi sẽ mua nhiều thứ, tôi sắm sửa cho bản thân tôi muốn làm cái gì đó tôi thích. Bà già. Sao bà tính cho một mình bà rồi bà không tính cho tôi vậy? Thì ý là tiền thì cũng là tiền cái gì, 30 tỷ đó bà phải đưa cho tôi. Đó, tôi là tôi rất thần tượng nghệ sĩ nha. Buổi sáng ngày mai nè, tôi lãnh tiền xong nè, tôi mời Thanh Bạch văn chung với tôi nè. Buổi trưa tôi mời cho Diệt Hương đi nè. Buổi chiều tôi mời Diệt Trinh nè. Buổi tối cái tôi mời Lý Hùng. Sáng ngày hôm sau đó tôi gom hết 30 tỷ đó, tôi mời 4 người đó đi Dubai chơi một tháng với tôi. Trời ơi, hạnh phúc lắm luôn á. Rồi ông đi với mấy người đó rồi tôi ông Dục ở đâu? Bà ở nhà, bà giữ nhà đi. Giữ nhà cái gì? Không có được. Bây giờ ba đứa. Dạ. Đứa nào mà làm chứng nói cái tờ vé số đó đó là của bác á hả? Là bác cho mỗi đứa 10 triệu. Đứa nào nói tờ vé số đó là của bác cho 20 triệu. Đứa nào đó là của tao cho 30 triệu. 50 triệu. Của 70 triệu. Bác của bà. 80 triệu. Của ông. 150. 200 triệu. 300. Đừng nói của mày nha. Tờ vé số coi mày. Vé số chung 30 tỷ. Vé số chung 50 ngàn. Rồi nè, cho một tấm hình nè, vợ chồng có tiền hụt hạt nè. Trời, 30 tỷ, còn 50 ngàn ấy. Vậy mà lúc đầu mình nghĩ là yêu thương nhau dữ lắm này. Ông thấy chưa? Xin lỗi. Thấy quê chưa? Tại nãy ai biết đâu nghe chúng 30 tỷ, cái đầu tự nhiên cái số tiền nó lớn làm lóe lý trí của tôi, cái đầu tôi quên hết, tôi không có nhớ tới bà. Cho tôi xin lỗi nha. Tôi cũng vậy thôi. Trời ơi, tự nhiên cái chúng 30 tỷ rồi cái mờ con mắt tại nguyên nhân tại cái thằng này. Đúng rồi nè. Mà cái chính là cái tờ giấy số. Đâu cái tờ giấy số đâu? Đó đưa đây. Đó cầm cái bông này tôi xé. Tôi không có cần đó bây giờ hả, 50 ngàn hay gì cái tờ này hai vợ chồng mình cãi nhau chụp đi. Đúng rồi. Hai vợ chồng mình là thương nhau mà phải không ông? Đó, hai vợ chồng tiếp đi, chụp tiếp đi. Đấy đó. Chụp cái gì mà vậy hoài hả? Đúng rồi, chia tiền đi. Cái gì? Đại bàn chế vậy? Có 50 ngàn mà chia cái gì? 50 ngàn là ba đứa này trúng, còn ông với bà là trúng 30 tỷ. Lại ấp ơ. Tại vì cái tờ giấy số vợ chồng tao gây lộn nhau đó cho nên là tao không có cần, bây giờ có tiền tao cũng không cần nữa. Tờ giấy số đâu? 30 tỷ nó cũng không đáng giá bằng cái tình yêu, cái hạnh phúc của tụi tao mấy chục năm trời nay. Tao xé cái tờ giấy số rồi. Cái gì?
Đâu xéo rồi. Ai, 30 tỷ. Thôi giá số 30 tỷ mà tao xé cái thẻ giữ xe. Ủa cái thẻ giữ xe mà. Lại tốt rồi. Là sao mà ủa sao đã xé cái giữ xe rồi cái tờ giá số. Còn em 30 tỷ. Các em đã chăm chút tiết mục rất là kỹ. Và cái phần tạo hình về hai nhân vật này quá tuyệt vời. Tụi em làm rất là xứng đôi ông bà già với nhau. Mà các em biết là trong cái cặp đôi á, thì cái sự xứng đôi á, nó tạo nên một cái bố cục chắc chắn và hoàn chỉnh. Và đẹp nữa. Đẹp. À, kỹ thuật biểu diễn của Vàng với Phương Lan càng ngày càng đậm tụi em. Rồi tụi em tự tin với những gì tụi em lựa chọn. Có nghĩa là chọn hai vai già thì hai em hợp lý với hai vai này, tin chắc là hai vai già và tụi em diễn rất là cứng. Và những cái mà lạ, đặc sắc để cho thay đổi cái tờ giấy số thì nó không mới đối với chị. Nhưng mà nhờ cái sự duyên dáng của hai ông bà già lại làm nhẹ nhàng để vượt qua một vở kịch an toàn của ngày hôm nay. Hy vọng là tụi em lại được bước tiếp. Dạ, cảm ơn chị. Riêng chị thấy hôm nay Vàng lại ok hơn những bài thi trước rất là nhiều. Em diễn ra một người đàn ông lớn tuổi. Đúng là chị Việt Hương nói là một cái bài thi rất là tròn trịa. Và nếu như được vào vòng trong, chị muốn được thấy Dương Thanh Vàng em bứt phá hơn nữa. Bởi vì Phương Lan thì chị đã thấy rồi, nhưng mà bởi nhiều vì chị hy vọng quá chứ tới đây là được rồi đó chị. Kịp em đó. Cái đóng vai phụ nó có duyên lắm. Chị thấy không, nó mỗi lần nó thi xong mà nó làm trò, giờ cuối chụp hình nó duyên thì duyên vậy đó. Cái nào giống đóng vai chánh mới chật. À, tại sao mà Việt Hương và Việt Tinh khen hai bạn hôm nay tròn trịa? Tại vì trước đây các bạn ưa chấp vào cái lỗi là cái diễn cái vở mình bị lỗi là giải thích nhiều quá, bị dài dòng. Mà hôm nay các bạn thấy không, rất ngắn gọn. Nhưng mà cái chủ đề hôm nay của chúng ta là gì? Bất ngờ. Thật sự bạn đem không những một bất ngờ đâu, mà 2-3 bất ngờ liên tục. Khán giả xem rất là thích thú. Và các bạn đã thành công. Dạ, tuần trước là em chọn chị Trinh với anh Hùng rồi. Dạ, tuần này cho em xin biết điểm của chị Việt Hương và anh Thanh Bạch. Chiu chiu. 19 khỏe đông. Cảm ơn chị. Dạ, và bây giờ là số điểm của 50 vị khán giả đặc biệt đang có mặt ở tại trường quay. Xin mời. Số điểm trên tay Huyền đã có được là 9,4.